Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng cái veo rửa chén cho máy, veo rửa chén chuyên dụng dành cho máy và muối rửa chén cho máy. Thì có nhiều người hỏi lâu nay nhà mình đang dùng là dạng viên như kiểu của Sunlight hay là của Philips. Vậy thì sử dụng dạng veo thì có giống nhau hay không? Vậy thì mình xin trả lời là sử dụng dạng gel nó giống như hệt dạng viên các cái sản phẩm hữu cơ bên nước ngoài như Stand Home hay là Finish, hoặc là có thể là Finish dạng Eco Gel, rồi nhiều sản phẩm của Pháp người ta cũng dùng các cái dạng gel thế này thì nó có cái ưu điểm đó là vì dạng gel cho nên là dễ hòa tan và sử dụng với cái chu trình ngắn. Đấy, chu trình ngắn ngay thay vì 3 tiếng thì chúng ta có thể sử dụng khoảng 2 tiếng hoặc là thấp hơn một chút nữa thì dễ dàng hòa tan và sử dụng. Vậy thì cách sử dụng sẽ là như thế này, mình cũng mở ra như bình thường thôi. Sau đấy thì cái hộp đây là cái hộp bỏ muối này, bình thường thay vì bỏ muối thì chúng ta có một cái hộp bỏ cái viên muối vào đây, người thấy viên muối vào đây thì thay vào bỏ muối chúng ta ở đây người ta có luôn cái dạng cho dạng gel nhé, thì người ta có đong luôn là 15 ml, 25 ml đối với cái máy này, và các loại máy khác thì cũng có. Thì 15 đến 25 tức là thế nào ạ? Tức là nếu mà bát đũa mà ít thì vừa phải, ít thì chúng ta để 15 ml, chúng ta bơm vào 15 ml, nếu mà vừa phải thì khoảng 20 ml, và nếu hôm nào mà nhiều bát đĩa full cái khoang này thì chúng ta dùng khoảng 25 ml. Đấy. Cái gel rửa chén cho máy của Fuwabaya này có cái vòi này, vòi nhập khẩu này rất là tiện ích. Đây, như bình thường là mình sẽ sử dụng 20 ml. Đó. Có mùi cam rất là thơm, mùi cam thiên nhiên rất là thơm. Thì để nắp lại đấy là sau chúng ta sử dụng thôi, còn một